Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là dịp nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi lại của người dân tăng cao. Do đó, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các vụ va chạm tai nạn giao thông luôn ở mức cao. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế gia tăng tai nạn giao thông, các lực lượng chức năng địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Trong thời gian qua, các sở ngành đơn vị địa phương đã tích cực vào cuộc, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 135 vụ tai nạn giao thông, làm 95 người chết, 138 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 5 vụ 13%, giảm 4 người chết 7% và giảm 18 người bị thương 9,9%. Có được kết quả đó là nhờ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông được các ngành các cấp đoàn thể địa phương triển khai mạnh mẽ, kịp thời cảnh báo các nguy cơ xảy ra tai nạn và phòng tránh. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch và Tết Tân Sửu 2021 và cả lễ xuân 2021, chủ yếu chính đó là đảm bảo việc nhu cầu đi lại của nhân dân trong hoạt động vận tải, đồng thời tập trung làm thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải, hoạt động khách, vận tải taxi và bến khách ngang sông. Ngoài ra, trong công tác vận tải thì chúng ta tập trung tiếp về chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm xe quá tải và chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục và xử lý đối với nồng độ cồn. Tình hình tai nạn giao thông tuy được kiềm chế nhưng vẫn luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp khó lường. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn còn nhiều trường hợp không tự giác. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ đề Năm An toàn Giao thông 2021, các ngành, các cấp, đoàn thể địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cuối năm nhằm kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên là tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý những cái trường hợp mà điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Cùng với giải pháp tuần tra, cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông, tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, phát huy hiệu quả về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, về giải pháp kết cấu hạ tầng. Cần kiểm tra, khắc phục và xử lý kịp thời các điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông, đảm bảo lưu thông an toàn trong dịp lễ Tết năm 2021. Phần cuối chuyên mục là phần hướng dẫn lái xe an toàn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chuyên mục bảo dưỡng định kỳ, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách đặt bánh xe trong quá trình sử dụng xe để xe hoạt động luôn ở trạng thái tốt nhất ạ. Thường thì các tài xế chỉ tiến hành cân bằng động cho lốp xe khi có nhu cầu thay thế lốp mới, hoặc họ chỉ tiến hành kiểm tra tổng thể để chiếc xe nếu phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra góc đặt bánh xe một cách thường xuyên, bởi nếu góc đặt bánh xe không đúng tiêu chuẩn có thể khiến cho chiếc xe và tài xế gặp phải những tình huống không mong muốn như mất lái, nhao lái, lốp bị mòn không đều và sớm bị hỏng. Hậu quả của việc này nhẹ là khiến tài xế bị mệt mỏi khi điều khiển xe và tốn kém chi phí khi thay thế lốp. Nặng hơn là những tai nạn không mong muốn mỗi khi lưu thông trên đường. Khi nào thì cần tiến hành điều chỉnh góc đặt bánh xe? Chúng ta nên hiệu chỉnh lại góc đặt bánh xe ở mỗi 20.000 km hoặc khi chúng ta phát hiện một số các biểu hiện do sai lệch góc đặt bánh xe gây ra như sau. Khi quan sát bề mặt lốp mà mòn không đều, chỗ mòn nhiều, chỗ mòn ít. Khi vận hành xe trên đường, chúng ta thấy khi để thẳng lái, xe có xu hướng tự lệch lái sang một bên nào đó và không trả thẳng lái được. Các bước thực hiện điều chỉnh góc đặt bánh xe như sau, gồm 6 bước. Bước 1, đưa xe vào hệ thống cầu nâng chuyên dụng. Bước 2, kiểm tra kỹ lưỡng lốp xe, gầm xe để đảm bảo các điều kiện cần điều chỉnh bánh xe đảm bảo. Bước 3, lắp hệ thống màn hình tương tác lên 4 bánh xe. Bước 4, thực hiện việc cân chỉnh theo quy trình. Bước 5, tháo các thiết bị gắn trên xe và hạ cầu đưa xe ra ngoài. Bước 6, chạy thử xe, kiểm tra lại và giao xe cho khách hàng. Để đảm bảo góc điều chỉnh bánh xe một cách tốt nhất và hiệu chỉnh hiệu quả nhất thì xin mời quý vị và các bạn mang xe đến đại lý ô tô Honda Hưng Yên Phổ Yến để được phục vụ ạ. Xin cảm ơn và chúc quý vị lái xe an toàn ạ. The power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6.
Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện xin được dừng tại đây. Cảm ơn công ty ô tô Honda Hưng Yên Phố Hiến đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.